lớp 10 sư phụ thông Trần Thái Nguyên. Theo tổng cục thống kê tổng cục hải quan thống kê thì năm 2019 các doanh nghiệp Việt Nam đã chi khoảng 884,4 triệu USD để mua khoảng 36,2 triệu tấm pin năng lượng mặt trời. Và được biết để xây dựng một hệ thống pin năng lượng mặt trời đòi hỏi cần một diện tích đất rất lớn, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học cũng như là sự hao hụt của diện tích đất nước ta cũng như diện tích rừng nước ta. Ngoài nguồn năng lượng điện được tạo ra từ pin năng lượng mặt trời thì ngoài ra chúng ta còn có năng lượng thủy điện. Tuy nhiên được biết để tạo ra 1 MW năng lượng thủy điện thì cần phải mất 0,721 hecta, trong đó bao gồm là đất ruộng, đất ở và nhiều đất khác. Vì đó sẽ làm suy giảm diện tích đất rừng và đất ở cũng như là đất trồng lúa mạ của nước ta. Được biết thì nguồn năng lượng điện ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên ở những vùng xa xôi hải đảo, người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng điện và phải sử dụng ví dụ như đèn dầu, và việc sử dụng đèn dầu sẽ tồn tại nhiều bất cập như là dễ gây ra những vụ cháy ngoài mong muốn. Bởi vì lẽ đó nên nhóm chúng em đã sáng tạo ra mô hình sản phẩm đèn trọng lực nhằm cung cấp một sản phẩm sử dụng nguồn điện an toàn, hiệu quả và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Sau đây mời quý ban giám khảo và quý thầy cô cùng theo chân chúng em đến với phòng thí nghiệm vật lý của trường phổ thông Trần Thái Nguyên để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động cũng như cấu tạo của sản phẩm đèn trọng lực. Tiếp theo đến với cấu tạo nguyên lý hoạt động của đèn trọng lực. Thì đầu tiên đèn trọng lực sẽ có một cái lift và một cái dây sơn dùng để che vật nặng, gồm có hai bánh xe, một bánh xe lớn và bánh xe nhỏ, và một cái motor giảm tốc cùng với hai bóng đèn. Tiếp theo đến với nguyên lý hoạt động của nó, thì khi mà em che một cái vật nặng lên đây á thì sẽ làm quay cái clip, và cái clip sẽ làm quay hai bánh xe, và bánh xe lớn sẽ làm quay bánh xe nhỏ, và bánh xe nhỏ sẽ nối với lại là sẽ làm quay với lại trục của motor, và khi motor quay sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng, và dòng điện cảm ứng sẽ làm cháy bóng đèn. Từ sau khi quý bạn giám khảo và thầy cô thấy được cái đèn sáng ở đây, cái vận dụng của cái đèn trọng lực này nó có sẽ có một số điểm sáng. Đó chính là đầu tiên là cái sự linh hoạt, chúng ta có thể mang đi nhiều nơi và sử dụng. Thì tiếp theo đó là sự giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì trong quá trình vận hành thì nó sẽ không tải cái môi trường bất cứ một cái loại chất độc hại nào so với cái nguồn năng lượng khác, như là năng lượng từ pin năng lượng mặt trời. Và cuối cùng đó chính là sự tiết kiệm năng lượng đầu vào, tức là khi chúng ta để vận hành cái này thì chúng ta chỉ cần sử dụng sức người, không thể sử dụng xăng dầu như là những cái loại năng lượng khác, là những loại năng lượng mà nó sẽ được tiết kiệm một khoản chi phí. Và đó cũng là sản phẩm của chúng em dành cho cuộc họp khi sáng tạo vậy, đó là chính là đèn